Ê kìa. Cái gì vậy? Thấy không? Ô trời trời. Thằng thằng đang nhà cái nhà. Ôi dồi ôi, cái lắc bự. Nổi đầu. Khủng khiếp luôn nè. Nổi lên luôn cái nổi đầu vậy, chụp mạnh, chụp. Ôi dồi. Vô rồi. Vô rồi. Quá đã, quá đã. Ê trời ơi. Trời ơi, cho lắm mày không? Ở chỗ này nè. Em ở trong khách nè em. Cái chuối à. Để con chuối chạy. Chim dính được đó. Chim dính con nữa nè. Trong hàng nè, chim dính con nữa đó. Hay vậy. Nè, cả nhà. Ừ, hai anh con. Tú không có hiện nè. Đây đây, em chụp cho, em chụp trước. Tú xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Tú Trinh Vlog. Cho Tú mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, làm ăn công việc thì đều thành công. Ở đây thì Tú xuống hái quá trời cua. Trên bờ mà chị thấy có cua rồi đó, ở dưới này cũng có cua nữa nè. Nhấp luôn kìa, nguyên cái giọng. Ê, 4 con, 4-5 con luôn em ơi. 4-5 con. Ừ, nào nhấp luôn á. Thấy, thấy nó quẩn quẩn, xuống đồng nước để bắt cá cạn. Bây giờ chị bắt dính cua, dính cá cạn. Xin chào cả nhà nha. Dính cua thôi, dính cá cạn gì mình cũng bắt về để mình làm cho ăn luôn. Ồ, nhiều lắm em ơi. Ây da. Con nổi luôn kìa, vớt được em, vớt bốn con luôn, giúp luôn. Ôi trời ơi, chính rồi. Ba con, được 3 con cua rồi đó. Nãy nó nổi 4 con nữa, để trên xuống trên mò cũng được. Có 4 con. Chứ chờ thấy mở đầu rồi, thấy ngon rồi đó. Thấy nó nhồi nhồi ở đây, cứ kêu cuốn lại. Để thì trên mò bọn cua, thấy còn dị quậy. Rồi, nổi hứa em ơi. Rồi, cầm đây anh tát kìa. Nhìn thấy con cá gì nó quẩn. Quẩn thì tự nên là chim bắp bự lại. Bắp bự lại kêu. Để nghi quên cũng được nha. Em Tú chặn cái gỗ, em Tú tát. Này nó xuống cái đó là đi ra cái đập. Nó có cái ống bọng á. Có ống bọng chạy xuống đó nữa nha. Tát đó nó có cái ống bọng chạy xuống. Cá lồng tông nhiều quá này nên là anh Tú lấy cái đồ cận đó. Tú lấy cái gỗ. Anh Tú thấy cá lồng tông nhiều quá, Tú lấy gỗ chặn lại. Nãy trên mò đụng một cái ụt, ụt một cái. Không em nói chuyện cả nhà. Đụng một cái ụt cái dính con cá sặc rồi đó. Mà nó thấy ụt không biết cái gì. Thì cá lồng tông để tôi quay cho cả nhà xem nè. Làm sao nó nổi nè. Để thằng Tú nó sợ nó ra luôn. Có làm xong chưa? Tú sợ nó ra luôn. Làm Tú nó tát vô cái gỗ. Có làm xong nó nổi nhóc. Thằng Tú nè. Con cá vô kìa, đó rồi. Đâu, đâu. Không biết thấy cá không mà em thấy cái gông nó nhảy nữa nha. Cái gông quá khá luôn. Cái gông quá khá, cái gông luôn. Ê kìa. Cái gì vậy? Dạ em. Thấy không? Ô trời trời trời. Dạ. Thằng thằng đang nhà cái nhà. Ôi dồi ôi, con cá lóc bự. Nổi đầu. Khủng khiếp luôn nè. Nổi lên luôn cái nổi đầu vậy, chụp mạnh, chụp. Ôi dồi ôi. Vô rồi. Vô rồi. Quá đã, quá đã. À, nhảy không nữa. Chứ giờ mình cầm có cái gỗ cái tha, cái gỗ với cái thùng đó à. Ừ. Ê nhảy anh ơi, anh bỏ đại vô gỗ đi. Còn em thảy qua đây nè, thảy qua đây em lấy cái cây ấy. Đúng rồi, thảy qua đây. Cái đó là cái ống bọng đó đó. Ý, tự nhiên tu hãy vô đây. Con cá lóc có dính được cái tre vậy. Cái gì vậy? Đó đó, con cá gì? Đây nè, nè. Cái gì? Thì đó đó nè, Trinh thấy cái ống bọng này nè, cái nhà với chân anh Tú nè. Đây nè, con cá chê nè. Cái chê luôn hả? Ừ. Đã vậy. Con cá lóc mất tiêu rồi, thảy vô đây mất tiêu luôn rồi. Đúng rồi. Thảy biến thành cái chê, cái ống bọng dưới tay anh kìa, cái ống bọng chà bá. Ừ. Ồ, đây nè, đây nè. Đúng rồi. Bởi vì em thấy cái ống bọng bự mà anh thảy qua đó à. Ui, ui, quá rồi, quá rồi, quá rồi. Gì vậy? Gì vậy? Ủa ơi, con cá lóc của mình nè, nó nằm chút dưới này luôn. Nó trột xuống nè, dưới này nè. Ôi, bỏ vô thùng đi nha. Còn cá chê nữa. Ê, đây, đây, đây. Bỏ vô thùng. Cá chê đừng đâm nha. Ờ, ờ. Rồi, rồi, rồi. Cua, vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Còn cua dưới đây nè, nãy Trinh thấy nó bò bò nè mà không bắt được. Được không anh? Được. Cá chê từ từ thôi. Nó 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 thì nè, cá sặc, cá sặc, cá sặc nhảy ra. Nhờ 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 đây đây nè, nó ra nè. Nè, nè cho nó ra luôn, anh lấy tay cho nó ra. Thì cho nó hụt rồi rồi, qua qua bên kia rồi, tại bên kia sâu lắm á, tại cái ống bọng nữa thôi. Để bên kia là một cái ống bọng nè. Đây 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 lên đây, đây
rồi thấy dính không nè. Wow, anh Tú dính cái chân nó vô hàng á, tôi lấy cái xa xa lại cho cả nhà thấy. Wow, đâu quay ra đây một con cá chê. Tự nhiên Tú dùng cá lóc vô đó xuống hẳn cái hang. Tự nhiên tại vì Trinh thấy rồi, ngay chỗ này là cái hang, cái hang ách á, nó vô đó mà anh Tú thấy nó cho nên rồi chắc cá lóc nhảy vô cái hang hang luôn nè. Trời ơi, đây là con cua dính không. Ê cá nữa hả? Cá nè. Rồi đã vậy. Cô ngồi cá cua mất tiêu rồi. Cá cua nhảy ra dính cua nữa cả nhà. Quá xá cua rồi. Ở Long Đức thì cua dữ lắm. Cua trong đây 2-3 hang luôn. Ôi anh ơi, con cua nó bò ra hết rồi. Tại vì cái gỗ á, cái gỗ cua nó ra được. Nó chừng 6-7 thùng nữa là cạn rồi đó. Chị đứng đây đợi kinh dòm cái gỗ cá của anh Tú nè. Hai chồng đi không có đem gì, chỉ đem có cái gỗ. Ủa, phải rồi, mình có cái đầu vớt kia nữa. Khoan để Trình lấy. Trình quên để Trình lên là Trình lấy cái. Nè cả nhà, anh Tú định đem theo cái này nè. Đó, anh Tú chặn gì nè, anh Tú tát. Mà quên. Mừng cái quên luôn rồi. Quên còn cầm cây vợt theo. Bây giờ cái anh Tú tính cầm theo là có gì anh Tú vớt cá gô dâm á. Rồi anh Tú chặn á. Mà ê kìa, con cua cần chỉnh với vợ anh bự vậy. Ôi rồi. Nó. Hết hồn cua luôn rồi. Hồn con cua nè. Thấy hàm ha. Hôm nay cua nhiều vậy. Cua. Nhóc cua luôn rồi. Tại cua trong cái gỗ là nó bò ra được. Lại lý do là tự nhiên Tú dụng cá lóc mất tiêu, tính lên không có sống mất tiêu rồi. Ai ngờ nó xuống vô hang. Tát dũng được nhiêu là ngon rồi đó. Đó. Mình tát vô gỗ rồi kìa. Con cá hả? Còn con cua nó gần Túc, con cua nó gần Túc. Đó. Cái chỗ dấu giò. Không phải dấu giò nãy em lộn đây nè, đang nói kìa. Đó. Thấy à. Cái giò nãy trên xuống như bắt mấy con. Đi vậy. À gì? Đây nè, hết đấy nè. Nó vuông điều nữa. Đây nè em nè. Cái gì vậy? Nè. Ôi ơi, cả nhà. Một con cá lóc nữa nè. Cá lóc nằm dưới cái gô. Ủa con. Cá lóc nằm dưới cua. Cua. Con cua. Con cua. Cá lóc nằm với cá gô. Đúng rồi. Cá lóc nằm với cá gô. Cá lóc nằm với cá gô, nó lộn nữa rồi. Mừng quá. Đúng rồi. Rồi. Không. Mà đó cái đây cũng cứng nhất à. Để Trinh đặt cái máy quay hai chồng Trinh cùng bắt luôn. Ôi trời ơi, có gô nè. Nè, trên đường cá gô nè. Nè, gô chú anh chị, gô cho bá luôn nè. Nhé kìa. Nằm dưới á. Lên mé để bắt gì đi. Đó, cá gô. Cá gô mề á, cả nhà. Cá gô bự không ai. Ít, thôi. Thôi. Đi con cua. Trời ơi. Trên đường con cua bự. Chú dữ ha. Ừ. Này hay nó cứ suối giò đúng. Đây trên đường con cua nữa nè. Trình cho nó. Cái cọng xuống chỗ Tú quá trời. Lươn. Ồ. Trên đường con cá gô nữa nè. Cái con lươn. Lươn luôn hả anh? Ừ. Lươn nhỏ hả? Nhỏ. Nhỏ cá gô nữa nè. Cái mè nữa vậy. Cái chuối nè. Ê con ơi. Đâu, anh cho lắm mày không? Ở chỗ này nè. Em ở trong cục đất này em. Cái dạ. Chuối à. Để con chú anh chị. Chim dính đường cá lóc rồi nè. Đã vậy. À. Đây nè. Cái dục sình lên cá. Cá gô. Chuối sình nè. Ủa, hai con. Cái gì con. Đó? Ủa. Nè cả nhà. Ây dạ. Hai ta bắt hai con luôn. Rồi sình vô mắt anh em. Ở đây cá gô nhiều thì cái này cá gô mề thôi nè. Cá gô luôn nha. Ê con cua. Con cua nó nè. Ây da da kẹp. Ê con cua cần cành luôn. Con cua cần cành luôn hả? Anh hợp cho hai con cành luôn nè. Ở đây cua dữ thiệt. Cua quá cua. Ôi dồi ôi. Bắt cua gì là bún cua. Nè em ơi. Nè cô chú anh chị. Ôi thấy ham vậy. Ôi cái càng nè. Càng khổng lồ luôn á. Thường thường có con cua đực cua cái. Rồi, không có. Cái gô. Rồi, đây. Đây nè, thấy không? Ôi ôi.
Đây. Tôi đứng tiện cua nè. Này đi săn bắt cá ra tới đập luôn đó. Đi đây nè, thấy chưa? Cá lóc nè. Cá lóc nè. Nè, có cua nữa nè. Rồi. Cá gô, cá gô. Cá gô hả? Nè. Quá rồi, cá gô dữ này. Cá chuối dữ. Ôi. Ừ, con em con cua cần kình cho bá luôn em. Dạ thấy không? Nè 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 nè. Chính thấy rồi cả nhà. Thấy chưa? Tốt trong đó có con cua cần kình. Ôi. Đây, đó nó bò ra đó, nó bò ra. Cái càng hết hồn đưa cho cả nhà xem anh. Ôi giời cái càng nè. Trời ơi cái càng. Quá rồi, này trúng rồi. Hai chồng bắt cua cần kình thôi. Mẹ xuống kìa mưa. Bỏ cái con. Nó anh đây. Nó. Cái đây đây kìa kìa. Ủa trong cái hang á. Thấy không? Ở trong hang nè. Đây, chìm dính được con cá lóc nữa nè cả nhà. Vô hang. Đây cua dữ hiện tốt. Quá cua. Ấy, rồi đây 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 đây. Rồi. Rồi. Rồi rồi rồi. Ừ, vô mà. Rồi rồi dính này. Ôi cái gô đây con bự không ạ? Bự thế này đó. Ừ. Lâu rồi hai vợ chồng mình không xuống Long Đức này bắt cá nha. Ừ. Ừ. Nhảy bột chút đi. Theo con đường nước nè cô chú anh chị. Nhiều lắm em. Cái đường nước ở đây nè. Gì hả? Lấy cái vợt nè, lấy cái vợt hay không? Lấy cái vợt em xúc à. Đó đó đó, chẹt 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 luôn á. Đó đó đó, cô chú anh chị. Ở đâu không biết rồi. Hả? Quá cá em ơi. Ôi có cái dũng kìa. Hả? Hơi dài. Hơi bị dài á. Tưởng là cá gô. Cá gô phi mà cá gô phi không à. Nhỏ quá, 5-6 con cá gô phi. Để nhỏ. Thả đi. Đem xuống sông thả đó. Chạy vượt vượt đâu biết con cá gì đâu. Bắt nữa biết con cá gô phi. Cá gô phi đi lớn này cả nhà, nó còn bự dữ lắm. Nè. Mà nó xuống lúa nó chạy vượt vượt vậy. Trên tưởng y cá gô mề bị lớn là mình ăn được rồi. Ở đây có cái cổ khỉ á. Rửa ở đây thì nó bị chuột quá, bên kia thì lại dễ rửa hơn. Hết thòng cái che ha, che này che mở bự ha. Ừ. Tú cũng đi quanh đó luôn đi rửa, nó lại chuột. Tú cũng đem xuống sông rửa luôn. Tú có đem thùng cá không? Đó sát bên kìa, thùng rửa mình cái. Nó ăn tướng cá rồi, vô cua nó như thế nào. Nói cho mình. Thả cho nó sống đi. Thả nhỏ thả đi. Ừ, thả nha. Ủa. Ừ, vô vợt. Nói cầm theo cái vợt này luôn. Nè, thấy mê chưa? Một vợt luôn. Cá cua vẫn có hết. Lên đây chắc ăn đi. Đâu giờ bắt thêm, bắt thêm. Bắt thêm, quá cua rồi. Cua cá nữa. Đây. Thành quả bắt được một dũng. Một dũng mà bao nhiêu là ngắn hàng.
bao nhiêu cua, ê bao nhiêu cua đó, ẩm thùng đi em để mò cua nhiêu nấu cũng nhiêu là dư sức luôn anh Tú. Phải có mương à, đây là lát xíu mình đi thấy nhóc luôn em ơi, mương nhóc luôn. Nghe nói là Long Đức thì cua dữ lắm, Long Đức là cua bao la luôn, cua cần cần không nè. Ồ quá sáng con cua ơi, cái càng nó thôi cái càng rồi. Hai chồng Tú thì cũng rửa cá xong xuôi sạch sẽ rồi, giờ đi tìm đi. Đã luôn nha. Xuống đây một dũng một là gia đình ăn hai bữa không hết luôn, cả nhà quá sáo và xa luôn. Này vô mánh luôn. Nhiêu cua là về là muốn nhiêu là thận với thư phái lắm rồi nè. Mẹ trên bữa đi ăn mì cay đó, cũng thèm muốn nhiêu. Cái này mà nấu muốn nhiêu mình tự nấu nhà cái nữa là ngon dữ lắm luôn. Rồi đi anh ơi. Ôi, con cá cua bự dữ lắm. Dạ. Thì lấy vợt đỏ ấy vô nè, để anh đi, anh chút máy làm. Dính con cua nè. À nãy em thấy đụng cá phải không? Em mò dính con cá mà. Lấy nước nhiều quá nè, cá rồi. Để em coi có con. Đi không ơi, ăn cá rô phi em ơi. Cá rô phi. Phải không? Ừ, anh lấy vợt lên cá rô phi. Trên Vinh Tú đi thấy trời ơi nè cả nhà. Ôi con rắn anh Tú ơi. Con rắn chứ không phải cá. Ừ, anh thấy dụng cho anh. Con rắn nó lên ăn con cá. Gì hả? Ừ, chứ không phải ăn cá. Ăn ngấp ngấp luôn á. Nó cũng xả rồi mà nó giữ lại xíu á. Giữ lại chút. Giữ lại xíu rồi mình xả nhẹ cái nó ra. Xả lại ra liền. Mình khỏi tát luôn. Cái dụng này nó sẵn tạng rồi. Mình chỉ còn dụng chút xíu nè. Đó nó gom ra đây lắm. Đó nó gom rồi nè. Để con vô đây. Quay cho cả nhà xem tận cảnh luôn nha. Nè, cái gồ này em. Bên tạng nè. Cái gồ. Nó đó. Nhìn cái nhà cạn rồi là nó cá đây. Đây nè. Cái gồ trên đường có hai con luôn. Hai con. Đó, trên đó còn ừ. Đây. Đó, dính cua nữa nè. Trong hang nè, chim dính cua nữa đó. Hay vậy. Nhiều quay cầm bắt được hay vậy. Vô hang á. Anh Tú không phát hiện nè. Đây đây anh chụp cho em chụp trước. Con trên đây nè. Đeo theo cái bờ lúa đó. Bây giờ nước vô anh Tú ơi. Nguyên cái bọng nước vô. Anh Tú kiếm bắt cua ha. Ồ cá chạy kìa. Chắc cá phi quá ha. Cá chạy vượt em nghĩ chắc cá phi quá rồi. Này cả nhà. Tôi xuống bắt cua. Này nè, cua anh tôi. Tôi. Này đây. Chỗ cái bao nè. Nè, chụp. Chụp. Vậy anh học ở đó đem vô đây nha. Vô, trên vô dài trong đây cả nhà. Máy trên cũng sắp hết pin rồi. Để giỡn nha. Để đục nước luôn. Cái gì anh? Rồi rồi. Cái gô hả? Phan. Anh lên chặn cái đầu này lại. Cá dữ lắm luôn nè. Cá nhóc luôn. Cái gì? Lại cái gô rồi. Vậy hả? Vậy là cái gô không mà chứ không phải cá phi. Nó. Để trên chặn. Nó gô bự nè. Thấy chưa? Dính không anh? Nè. Wow, bỏ vô đó. Cái gô nhóc luôn á. Cái gô mề. Cái này nước chảy vô cho nên là Trinh với Tú không có tát được mà mò. Nãy giờ Trinh cũng mò phụ anh Tú dục cho đó chứ chưa biết nhiêu. Giờ anh Tú sẽ lên đổ thành quả cho cả nhà xem luôn. Nè anh ơi cái gỗ nè anh. Cá nữa hả? Rồi cái chê. Cái chê hả? Ừ. Cái chê nước mênh mông thì khó lắm. Bắt không được. Nước mênh mông với lại mình đâu có dám chụp như cá lóc luôn đó nha. Chụp mình sợ nó đâm á. Cho nên là khó bắt nó lắm. Ở đây là mấy cái dũng đầu tiên của Trinh với Tú bắt này ha. Còn cái thành quả của anh Tú nữa. Tú đổ vô cái gỗ anh Tú. Rồi cái đâu xuống sông. Xuống sông. À bữa nay ngon rồi. Xe. Con lạnh luôn á. Ê chứ con cua bảy chục cua. Cua cho bá nhảy ra luôn. Dạ. Tú mò mà thấy ham không cả nhà. Rồi tối phi thì dũng ra sông nha. Để cho ra sông á. Để tao bỏ cái tiền. Cho ra sông. Cái gỗ. Ê con cua gan đây. Hôm nay thì với cô này Trinh Tú về làm chế biến món ăn ha. Còn cua thì Trinh rộng đây đổ ra cho cô chú tiệm đi. Cua Trinh rộng ra ngày mai. Đó, thành quả đó. Quá trẻ luôn rồi.
Ôi, có mấy con cá phi anh dục ra lên đi. Bắt cua, anh bắt cua bỏ vô thùng chứ nó nhảy lên nó bò ra hết. Đây là một gỗ cá rô. Cái rô này phải nói là cái rô mề, chứ cái rô dâm mà nha cả nhà. Cái bắt nhảy ra anh ơi. Cái rô bự là cái rô mề đó. Nhưng mà cua nè. Dư quá trời nhiều luôn nè. Quá rồi, chắc cua rồi. Cái mề gì cả nhà. Cái rô này là cái rô bự hết rồi. Thùng cua luôn, nó kêu đã luôn. Con này là vô tình bắt được một thùng cua. Nên là cua này trên cái gọng qua ngày hôm sau mình nấu bao nhiêu ăn. Bắt nhiều cá, nhiều cua thì cũng đủ ăn rồi nha nha. Và hai chồng tắm rửa xong đi về. Sẵn ở dưới sông á, mình tắm. Tắm cho nó ra hết sình, sình dữ lắm. Giờ thì Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video của gia đình Tú Trinh luôn nha. Rồi, về nhà của chú anh chị ơi. Chào chú. Bà ngoại kìa. Chào cả nhà. Hồi nãy hai chồng trên sân bắc á, trên đường về á, thấy cô nó lụm chứ dây gan nè mẹ. Để coi có dồi không nha, tại tháng mưa này nó nứt nứt là sợ có dồi vậy lắm. Để coi trước cái dây gan là cái da nó xanh. Chanh dây gan này chắc ngon lắm nè, bột hết hồn luôn nè. Tú quay gần cho cô chú anh chị coi Tú. Cái dây gan hết hồn bột luôn nè. Giờ nó nứt hết rồi cho nên là trên phải lột hết cái vỏ ra. Bột không bột ha. Rồi đó. Nó lên cát. Lên cát nè. Cát bột á. Để tôi bấm gần nó lên cát. Dưa gan rụng gì nè nó mới ngon. Còn dưa gan bự mà người ta bẻ già người ta vú mẹ, dưa gan nó không ngon. Dưa gan vú nó già nhất. Ừ, gan vú nó mềm chứ nó không ngon. Nó không có bột. Này Trinh mở ra. Ôi, không có dồi. Nếu có dồi là nó có dồi. Có dồi cái mấy cái lần này nè, cái lần nứt á. Ngon ha. Ừ. Cái này lấy hộp trồng được nè mẹ. Con vợ mà cô chú. Để đại lên lên nó. Để đại ngoài ngoài đất để nó lên lên. Có dồi là nó vô trong đây nè. Ngon lắm. Đố mẹ cho nghe đi kia. Thầy đón thử anh Thư. 10 ngàn. Thầy quá ta. Thì 10 ngàn. Con chồng hóa tay mẹ đi Thận Thư. Ở quê thì 10 ngàn. Ngoại hay quá ta. Ở quê người ta không có cân được, ở nhà mà người ta bán trái không à. Thận lấy mẹ dĩa khác thằng ơi. Lấy dĩa khác bỏ qua. Cái dĩa này hộp này để mình chặt. Gãy và đại ngoài nó lên. Để đại nó lên. Vậy mẹ không ăn đường luôn, mẹ ăn chỉ dưa gan thôi. Cái mày cá nhạn dưa gan nha. Dưa gan để ngọt. Ủa sao con không lấy cái ly bự thôi. Cái ly nó nhỏ đi con. Cái ly quậy hết mọn rồi. Cái ly nó còn bỏ vô miếng một hết rồi. Tại không phải đâu, thấy cái ly đẹp á. Đẹp. Đẹp như mình bỏ chút xíu là nó dài nhóc rồi. Đừng cục bộ hà nè. Đúng rồi. Giờ lấy muỗng dầm. Lấy cái muỗng này nè con. Này muỗng rồi. Nó cát không luôn cả nhà. Mẹ Trinh bỏ miếng. Mẹ nói một ngày mẹ không chấm đường. Trinh ăn Trinh chấm đường ngon hơn. Trinh mời cả nhà luôn nha. Khỏi cần quậy. Khỏi cần quậy luôn. Ngon. Tốt. Mấy nước màu nay ăn cá kho bầu. Cá kho bầu này lâu lắm rồi chưa ăn. Nay hai chồng con bắt hơi bị nhiều cá. Cái này bột ngọt muối. Mấy con cá lòng tông với tép thể nó dịch ăn quá rồi. Nhiều quá rồi mà hết nổi. Chỉ bắt làm mấy cá bự mà. Còn phần cá chiên để trên miệng chút nữa. Cá ăn chiên luôn. Để chồng cho nên là đồ gãy rẻ hơn là lúc nắng. Ừ, nước nắng là không có nước đó. Nên là với lại nước mặn rồi đó khó trồng. Còn bây giờ thì vừa khỏi tứ nữa. Nó khó trồng còn giờ khỏi tứ. Chờ tứ. Tại vì đồ gãy rẻ lại đó. Dưa leo cũng có mấy ngàn ký nè. Dưa leo cấp này cũng rẻ nè. Nước nắng có hai mấy ngàn ký. Cá trên mẹ trên ốp nè, trên bỏ luôn. Nó cho sôi cái mình vớt bột cái hả bỏ bầu vô. Cái này nước hết rồi, để cho thêm miếng nước. Cá là chiên vàng ha, chiên vớt ra. Mấy cá nhỏ là vàng, cá chê thì chưa đâu. Cá lóc thì Trinh cũng vớt bọt xong nha, Trinh bỏ bầu luôn. Cá lóc nè, Trinh khứa ra làm ba khứa. Đúng là hơi lạc xíu, Trinh bỏ vô miếng nước mắm nữa, cho nó thơm. Nó thơm mà nó vừa ăn hơn miếng, tại mẹ Trinh làm hơi lạc xíu. Đây thì hành lá nè ha, Trinh bỏ hành lá vô. Kho lạc bỏ hành lá nhiều cho thơm. Nhìn hấp dẫn quá ha. Dọn cơm rồi hết đó.
Dạ, chứ gần múc này ra là ăn cơm đó. Cơm thì cũng đã chín rồi ha. Đồ ăn thì cũng chín hết rồi. Ăn tường, ăn tường của anh Tú lắm. Con mời mẹ ăn cơm, Tú cũng mời cô chú anh chị ăn cơm với gia đình mẹ Tú Chinh luôn nha. Chinh cũng mời cả nhà dùng cơm với gia đình Tú Chinh nha. Mời cả nhà ăn cơm. Con mời bà ngoại, con mời ba, con mời mẹ, mời chú ăn cơm. Con mời bà ngoại, con mời ba, con mời mẹ, mời chú ăn cơm. Rồi ăn cơm hai con. Rồi lấy cái muỗng. Thiếu muỗng này. Mời cả nhà ăn bầu kho cá lóc. Bầu kho cá lóc cá rô. Bầu nó ngọt, mà kho mấy con cá nó ngọt nè. Cái rô này là cái rô mề, cái rô bự rồi đó chứ không còn cá bự nữa đâu. Chinh cũng mời cả nhà luôn nha. Nó mềm. Ăn đi con. Được. Giòn ha. Cá rô á, mình kho lại vậy nè, ăn nó không bị xương. Hôm nay trời nắng im ha. Ăn cá lóc đó con. Hôm nay trời nắng rồi. Nắng đi cho người ta khỏe xíu. Tại lúa giờ đang chỗ mà trời nắng này người ta mừng hơn. Nó không bị lép. Nhiều quá là nó bị lép lúa nó bị hột lép. Cá lóc thịt không? Cá lóc bự mà. Nghe thử. Mơ mẹ. Đây ngoại có nè. Giòn không? Anh nghe đứng đây còn giòn gạo gạo. Nghe dữ dữ hơn. Có nhỏ không? Cái rô này kho á thì cái đầu không có gì ngon, nhưng mà chiên giòn ăn cái đầu không? Cái giòn. Rồi chúng mời cô chú anh chị ăn cơm luôn. Ăn thử cái rô rồi, thấy nghe quầy thấy giòn quá giòn. Thấy thèm à? Ừ. Chúng mời cô chú anh chị nha. Chú nghe thấy Chinh ăn thấy thèm quá. Ừ. Này gâu. Nhưng mà mẹ kho là chưa? Rô nhỏ á. Nhỏ hơn miếng nữa. Nhỏ hơn miếng nữa thôi xả mới ngon. Con này nó giống như nó lở á. Chú có găng là nhai nhừng ngụm luôn á. Giòn gấu luôn không? Giòn, chiên giòn thì giòn vậy nó ăn nó mới không xương. Trái ớt tiêu giờ mới quá trời trái luôn. Giờ có mày ăn ớt tiêu không à? Sáng thì Trinh với Tú đi săn bắt thì Thuận với Thư ở nhà phụ việc nhà. Đi xa cho nên là không có chở Thuận theo được. Thuận cũng hơi bự rồi, đi chở theo là bị phạt liền giao thông. Thuận bự rồi. Gần ở ngoài ruộng thì Thuận đi được. Thuận nói bữa nào đi bắt cá bắt cạn cho Thuận với Thư đi nữa nè. Nào ở gần ruộng mình á. Chứ còn mình đi tới Long Đức chở không được. Nhỏ đó giật giao thông. Bầu nó non nè. Chứ bầu nó nhỏ mà nó non. Mua bầu nhỏ thì mua cái bầu bự ăn ngon. Bầu nhỏ nó ngọt. Nó ngọt cái nhỏ này. Ủa ngoại lên lên nỉ có gì vui không vậy? Lên nỉ cũng bình thường. Nỉ ở nhà trọ. Ở nhà trọ đâu có gì vui. Mở quen thì thấy đỡ. Ủa rồi tới nỉ điện cho mẹ không? Có điện lần. Nhớ anh Thư không? Nhớ anh Thư nói chuyện với ai đó. Không mà nít nó cũng không cũng dễ quên lắm. Nó không giống như người lớn. Nhớ vậy đó rồi đi rồi chỗ đó vui thì nó cũng thôi. Nít nó dễ quên lắm.
nó đi xa cha xa mẹ nó nhớ chứ tới chừng cha mẹ đi rồi hết nhớ rồi. Thuận Thư nè, Thuận Thư nhỏ này nhớ không, gửi cho ngoại á, lâu lâu về một lần khóc lên lúc xuống nhớ tới chừng mình đi vài bữa là quen rồi, hết nhớ rồi. Thuận Thư ở với ngoại cũng tới bự luôn á, Thuận tới lớp 3, lớp 4 rồi. Thuận là như tới lớp 4 á, Trinh mới về. Lớp 4, lớp 5 nè. Thì Trinh về hôm nay nó Thuận lớp 9 á. Về 4 năm rồi đó, là Thuận lớp 5 Trinh mới về. Còn bé Thư là học lớp 2 rồi. Bé Thư vô lớp 2 rồi. Lúc đó Trinh gửi cho mẹ giữ á, hai đứa. Thuận là đó 15 tháng, còn Thư là như có 12 tháng rồi. Nhớ như 12 tháng công ty vô làm á. 12. Thuận thì nghỉ công ty nên là tới 15 tháng mới gửi ngoại. Còn bé Thư là có 12 tháng gửi ngoại rồi. Là bú sữa bình. Cái lúc mà gần tới ngày lễ á, còn ngày 20 ngày á, nô không chân ha. Nô người dập con hả? Trên, thấy mau lắm, lê quay cái chưa chân thấy thấy hết cái hết ngày mình nghỉ rồi. Tại vì thường á lễ là tôi cho nghỉ 3 ngày, cái sinh ngày nó 4 ngày. 4 ngày mà ngày đi, ngày ở, ngày về là hết 2 ngày ở, chỉ có 2 ngày thôi. Gia đình Trinh được một bữa ăn không đồng mà quá sáng ngon. Không phải không đồng, có mua trái bầu. Nhưng mà quá sáng ngon cho nên là ăn hết sạch luôn cả nhà. Clip của gia đình Túi Trinh cũng đã kết thúc. Trinh cảm ơn cả nhà đã thương mến xem video của gia đình. Video, Trinh hay nói video tại quen á. Cảm ơn cả nhà suốt thời gian qua đã yêu thương gia đình Túi Trinh, xem video của gia đình và luôn ủng hộ gia đình. Trinh cảm ơn cả nhà rất nhiều. Trinh mến chúc cô chú anh nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Anh Tú có muốn nói gì không? Tôi chúc cô chú anh chị làm ăn đều, làm công việc thì được thành đạt. Giờ thì video của Tú cũng đã kết thúc. Tú xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Xin chào mọi người.